Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong các clip trước thì cũng như là toàn bộ cái chương trình của toán, lý, hóa, sinh chỉ có môn vật lý thì thầy đã và đang quay, nghĩa là chưa đầy đủ bộ chương trình, nghĩa là thầy đang quay và tới bài hai mấy rồi thì cũng khá là xa so với cái chương trình học ở trên trường không nào. Còn riêng toán hóa sinh thì đã có đầy đủ ở trên kênh các em nhé. Riêng sách giáo khoa thì đã có đầy đủ ở trên kênh và hoàn toàn miễn phí. Còn riêng cái khóa học online thì cũng đã có đầy đủ là sách bài tập toán lý hóa sinh cũng như là chuyên đề hóa và chuyên đề sinh. Như vậy thì quý phụ huynh và cũng như là các em học sinh khối lớp 9 có khả năng đăng ký ở các cái khóa học online này để cũng như là chúng ta có thêm kiến thức và cũng như là ủng hộ thầy. Thầy thông qua video này cũng cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các học sinh đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ kênh của thầy Quang nha. Thì cũng như là theo yêu cầu của các em thì thầy cũng sẽ quay cho các em ở các cái đề kiểm tra một tiết không của các cái môn. Thầy sẽ quay toán, hóa và lý cho các em nha, ở trên kênh của cái đề năm nay. Ok, đây là tuần 5. Thầy biết là các em ở trên trường học tới tuần mấy, nhưng mà trường của thầy là tuần này là tuần 5 các em nhé, tuần 5. Đó, thì thầy cũng quay để các em học, để làm, để có cái người này gọi là để ôn tập nha các em nhé. Thì trong cái đề này á, thầy quay tổng quát này, cái máy tính nha. Nó gồm có hai phần, phần thứ nhất là phần trắc nghiệm khách quan là gồm có 4 điểm. 4 điểm nha, thì đây, thầy sẽ quay cái đề trước để các em làm trước, sau đó các em sẽ đối chiếu với cái kết quả của thầy. Sau khi thầy quay cái đề xong là thầy sẽ bắt đầu sửa cho các em, nhưng mà các em nên làm trước em nhé, chứ đừng có xem cái bài giải ra trước thì nó không có hay. Lúc nào các em cũng phải tự làm trước, sau đó các em mới xem cái bài giải của thầy xong, khi đó thì các em mới tiến bộ được, được chưa? Tự luận 6 điểm nha các em. Ok, các em chỉ việc bấm dừng màn hình lại và các em sẽ làm. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Rồi, và bây giờ thầy sẽ đầu làm cho các em luôn nha. Ở phần trắc nghiệm đây, thầy nếu như cái phần nào cần giải thích thì thầy sẽ giải thích ở đây, còn không là thầy sẽ làm mà trực tiếp vào ở trong giấy thầy khoanh cho các em luôn nha, được không nào? Tự luận là chắc chắn phải làm ra giấy rồi. Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau, được chưa nào? Đó, câu 1: dãy oxit nào sau đây thuộc oxit bazơ? Rồi, thầy sẽ nói một xíu này, tại vì các video có thể thầy đã quay cũng hơi lâu một chút, cũng hơn 1 năm rồi, nên thầy nhắc lại này. Một số bạn cứ hỏi thầy là oxit bazơ là gì và oxit axit là gì ha. Cái oxit bazơ, thông qua video này thầy sẽ ôn lại, cứ gặp kiến thức cũ nào thầy sẽ ôn lại cho em để em dễ hiểu nha, là nó sẽ bằng là gì. Bazơ thì nó sẽ bằng là kim loại cộng oxy. Thì lấy ví dụ như CaO, kim loại ở đây đó chính là canxi, oxy là ở đây, thì chắc chắn nó phải phụ thuộc, khi viết công thức này ra thì chúng ta phải thuộc cái hóa trị của nó, nghĩa là ở đây canxi hóa trị 2, oxy hóa trị 2, thì khi chúng ta viết thì cái hệ số ở dưới đây là 11 này, nên cái 11 này các em không cần viết, nên ở đây chúng ta ngầm hiểu ha. Còn ví dụ như Na2O thì ở đây cái số 2 này bắt buộc phải viết, tại vì cái số 2 này thể hiện hóa trị của oxy ở đây là 2 này, còn natri đây là 1, nên cái số 1 chỗ đây chúng ta không viết, nghĩa là chúng ta ngầm hiểu là ở đây. Như vậy hai này đó chính là oxit bazơ, các em hiểu nào? Còn ở đây này thầy nói luôn là cái ổ chỗ axit axit, oxit axit nghĩa là bằng sẽ bằng phi kim cộng oxy. Hả nè, phi kim cộng oxy thì nghĩa là gì nè, nghĩa là thầy lấy ví dụ nè, ví dụ phi kim ở đây là ví dụ carbon, ví dụ CO2 thì đây chính là gì, oxit axit, phi kim đây đó chính là carbon, oxy đây. Như vậy thì carbon ở đây nó thể hiện hóa trị 4 này, tại vì đây là âm 2 này. Thầy nói chỗ này một xíu này, oxit bazơ. Oxit bazơ nghĩa là khi mà những cái anh này này. Thôi để thầy nói cái chỗ đây sau đó thầy nói chỗ đây một xíu nữa để chúng ta phân biệt nha. Hoặc là ví dụ B2O5. Được chưa nào? Và các em phải nhớ giúp thầy cái này này. Oxit bazơ cộng với nước, nghĩa là H2O đấy, thì nó sẽ tạo thành bazơ. Nhớ chúng ta như vậy. Còn oxit axit cộng với nước
thì sẽ tạo thành axit. Đây chính là hai cái điểm cũng là để phân biệt cái anh oxit bazơ với lại là oxit axit. Các em hiểu chưa nào? Đơn giản như vậy thôi, chứ không chẳng có gì gọi là phức tạp, khó khăn gì đâu. Các em đừng có gọi là tôn sùng cái môn hóa lên mà chúng ta cảm thấy nản lòng chiến sĩ, mà các em hãy nghĩ nó hết sức là đơn giản để mà gì, để từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát và chúng ta không còn sợ nó nữa các em ạ. Học mà các em càng sợ, ví dụ như môn toán hình lập chính chẳng hạn, bất kỳ môn gì vậy, chúng ta đừng sợ mà chúng ta nên chấp nhận nó và phải cố gắng khắc phục nó bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chúng ta không được đối phó với giáo viên để lấy điểm, và chúng ta phải có năng lực thực sự. Các em hiểu chưa nào? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang từng câu nha. Câu A này. MgO, CaO, Fe2O3, kim loại. Có vị câu A chính xác đúng không nào? Kim loại này. SO3 ở đây là phi kim. Như vậy đây chính là oxit axit rồi. Chứng tỏ câu B là không chính xác, tại vì ở trong đây có một oxit axit là không chính xác rồi, tại vì ở đây người ta nói là dãy oxit nào sau đây thuộc oxit bazơ. Như vậy thì câu B này không thể chính xác được. Hai này là oxit bazơ này, nhưng mà đây là oxit axit này. Câu C ở đây là oxit axit này. Lưu huỳnh đây là phi kim này, phosphor đây là phi kim này. MgO với CaO đúng rồi, nhưng mà ở đây có B2O5 thì chúng ta cũng không chọn câu C nhá. Câu D ở đây có CO, carbon đây cũng là phi kim. Như vậy ở đây chính là oxit axit. Như vậy thì ở đây là hai oxit bazơ. Như vậy mà cái dãy oxit nào sau đây thuộc oxit bazơ? Toàn bộ là oxit bazơ không thì đó chính là câu A các em. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn này đáp án A. Ok. Chúng ta phải có kiến thức cơ bản như vậy chúng ta mới chọn được, hiểu không? Ta đi sang câu số 2. Trong các chất sâu, chất nào có tính háo nước và hút ẩm? Háo nước và hút ẩm. Thì ở trong cái phần cái bài, ở trong cái phần thí nghiệm mà các em thấy không? Cái anh nào rất háo nước các em, đó chính là H2SO4 đặc. Các em nhớ giùm thầy nha. Chứ còn cái anh HCl với H3PO4 với H2SO4 loãng thì nó không có háo nước, mà chỉ có anh có tính háo nước và hút ẩm, đó chính là gì? Đó chính là H2SO4 đặc. Được chưa nào? Như vậy thì đó chính là câu C. Ta đi sang câu số 3 nha. Trong các chất sâu, chất nào tác dụng được với dung dịch COOH tất cả hai lần? Đây chính là một bazơ tạo ra dung dịch màu xanh lam. Màu xanh lam em nhé. Được chưa nào? Như vậy thì cái anh nào mà tác dụng với COOH tất cả hai lần mà tạo ra dung dịch màu xanh lam? Đây. Cái dung dịch màu xanh lam đó chính là COSO4. Đây chính là cái tủa màu xanh lam này. Như vậy thì cái phương trình phản ứng nó như này em, COOH tất cả hai lần cộng H2SO4. Hả nào? Ở đây là bazơ, đây là axit thì tạo thành muối và nước, như vậy tạo thành COSO4 cộng H2O, ta công bằng đây là 2. Các em mới hiểu nào? Đó. Như vậy thì đây cái tủa màu xanh lam này. Như vậy thì cái anh cần chọn đó chính là cái axit sulfuric. Được chưa? Rồi, đây. Chính là đáp án A kìa. Các em có hiểu không nào? Thầy cũng không biết được là trường của mình là trường chuyên hay là học lớp chọn bất kỳ, nhưng ở đây là thầy đưa ra cái đề để chúng ta tham khảo, có cái để chúng ta ôn tập lại. Nghĩa là chúng ta phải định hình và định hướng trước. Các em nhắc vào, các em đừng có chê là nó dễ quá hay là khó quá như thế nào. Mà các em hãy comment giùm thầy một cách tích cực một xíu nha. Được chưa? Còn ví dụ như bạn nào mà học trường chuyên thì chắc chắn ta phải siêu tầm những cái đề mà cực kỳ khó để chúng ta làm. Mà ở đây thầy quay cho học sinh trên cả nước, trên bốn mấy vùng miền trên đất nước, nó khó lắm các em. Đưa ra khó quá thì các em cũng rên, mà dễ quá thì các em cũng chê, nó nghiệt lắm em, rất là khó ha. Chúng ta đi sang câu số 4 em. Hồi sáng thầy dạy 4 tiết ở trên trường mà giờ thầy bị khan hết cổ em. Nói dựa vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân oxit thành mấy loại em? 2, 3, 4, 5. Như vậy thì mấy loại chúng ta được học rồi? Đó chính là gì nè? Thì câu này thầy nghĩ là nó quá là đơn giản em, đúng không? Thì oxit thì bây giờ kể ra này. Đây thầy sẽ ghi vào ở trong vở, ở trong giấy này.
Đầu tiên đó chính là oxit gì em? Oxit bazơ một loại này, oxit axit hai loại, oxit gì nữa em? Lượng tính đúng không nào? Lại là oxit trung tính. Oxit bazơ với axit thì các em đã biết rồi. Lượng tính thì lấy ví dụ, lượng tính nghĩa là nó vừa tác dụng được với là gì các em? Vừa cái gì? Hả? Với axit và bazơ đúng không? Ví dụ như là ZnO, đây chính là oxit lượng tính này, hoặc là Al2O3. Đây chính là hai oxit lượng tính ta hay gặp. Oxit trung tính ví dụ CO. Được chưa? Thì nó gồm có mấy loại? Gồm có 4 loại đúng không nào? 4 loại. C. Ta đi sang cái câu số 5 các em nha. Câu số 5. Cho những oxit sau: CaO, SO2, CO2, B2O5, oxit nào tác dụng được với dung dịch axit HCl? Thì chắc chắn phải là oxit bazơ mới tác dụng được cái dung dịch axit HCl được. Thì chắc chắn oxit bazơ ở đây đó chính là CaO. Nếu cần thầy sẽ viết phương trình hưởng ứng cho em xem này. CaO cộng HCl thì tạo thành CaCl2 cộng với H2O. Đây chúng ta cân bằng đây là 2. Như vậy thì chắc chắn ở đây sẽ là câu gì các em? Là câu B. Các em hiểu chưa nào? Đó. Ta sang câu số 6 nha. Hiểu chưa? Trong những nhóm oxit sau, những nhóm oxit nào tác dụng được với dung dịch NaOH tạo thành muối không tan? Tạo thành muối không tan các em. Muối không tan. Như không tan nghĩa là kết tủa đấy các em. Kết tủa. Hiểu nào? Đó. Như vậy thì tác dụng ở đây đó chính là bazơ. Bazơ thì chắc chắn phải là gì? Phải là oxit axit. Chứ nếu như mà oxit bazơ thì nó không tác dụng ở bazơ các em ạ. Nhớ điều một rằng như thế. Ví dụ ở trên đây, ví dụ như là oxit axit này, đây này. Một oxit axit, hai oxit axit, ba oxit axit thì ba anh này chắc chắn sẽ không tác dụng được với axit. Nhớ như thế như vậy. Nghĩa là oxit axit không tác dụng được với axit. Cũng như là oxit bazơ không tác dụng được với oxit với bazơ. Như vậy thì ở đây là câu A này. Câu A ở đây các em thấy là có CaO với là MgO thì nó không thể nào tác dụng được anh đây rồi, thì câu A loại chắc rồi này. Câu B ở đây các em thấy có CuO này. Đồng là kim loại các em. Như vậy thì đây chính là oxit bazơ thì câu B này các em không thể chọn rồi. Câu C có sắt này. Thì đây chính là oxit bazơ thì chắc với kẽm này thì không thể nào tác dụng với bazơ ở đây. Như vậy thì chỉ có duy nhất câu D, đây chính là một cái dãy oxit axit mà khi tác dụng với NaOH thì tạo thành muối không tan. Muối không tan đây đó chính là kết tủa. Các em hiểu nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D. Đó. Các em hiểu không? Ta đi sang câu số 7 nha. Câu số 7. Dãy oxit nào sau đây thuộc oxit axit? Quá dễ ha, như ăn cháo luôn. Sau khi mà hiểu rồi thì cái bài này rất là dễ ha. Câu số 7 này. Đây, có nhôm với có natri thì chắc chắn là hai này là oxit bazơ nên câu A chúng ta chắc chắn là không chọn rồi. Câu B, lưu huỳnh phosphor carbon, đây chính là phi kim thì gần như là câu B chính xác rồi này. Câu C, nitơ lưu huỳnh thì đúng là phi kim nhưng mà ở đây có CaO này. Đây chính là oxit oxit bazơ này. Thầy gạch chân để em thấy tại sao chúng ta không chọn nha. Tại vì có oxit bazơ ở đây này. Ở đây có CO này. Như vậy thì chắc chắn ta sẽ chọn ở đây là án B. Các em hiểu thế nào? Rồi chúng ta đi sang câu số 8 nha. Cho các chất khí tài loại cho các chất sau: nhôm, SO2, phosphor, CO, chất nào tác dụng được với dung dịch là axit H2 bung loãng để giải phóng ra khí hydro? Thì chỉ có duy nhất là gì? Là anh kim loại. Kim loại cộng với axit tạo thành muối và giải phóng khí hydro. Như vậy thì trong bốn chất này thì chỉ duy nhất là anh gì? Kem. Đó chính là nhôm các bạn. Cái phản ứng này thầy viết để em thấy luôn. Đây là 2 SO43 lần cộng với hydro. Kem hiểu không nào? Đó. Như vậy đây chúng ta công bằng ở đây 3. Ở đây 3 và đây 2. Thì đối với những bạn mà rành á và vẫn còn muốn hóa thì thầy nghĩ cái đề này nó dễ, rất dễ.
Nhưng mà những cái bạn nào mà yếu môn hóa thì thậm chí cái đề này các em làm cũng không nổi. Nghĩa là trong cái xã hội là như thế. Người nào biết thì ôi trời ơi dễ cũng như ăn cháo. Còn người nào mà không biết á thì ôi dô sao mà nó khó dữ vậy thầy. Sao em làm miết mà sao cứ sai miết ha. Các em phải hiểu thầy quy luật như thế. Nên em cũng lên mạng rồi sưu tầm các kiểu đà điểu nó phù hợp với trình độ mình của mình á, rồi ra ngoài tiệm sách chúng ta mua thêm cái sách nâng cao để chúng ta học theo phù hợp với năng lực của mình các em nhé. Và các em cũng có thể đăng ký cái sách bài tập cũng như là chuyên đề hóa vô cơ như hữu cơ nha các em nha. Rồi về cái phần tự luận này thầy hướng dẫn xíu này, tự luận clip này thầy không quay đâu mà thầy sẽ quay clip sau các em ạ. Câu 1 này, câu 1 là cái dạng nhận biết em nhé. Câu số 2 là thực hiện chuỗi phản ứng này. Câu số 3 ở đây là bài toán một dữ kiện này, một dữ kiện em nhé. Bạn nào mà đã đăng ký chuyên đề hóa vô cơ của thầy rồi thì thầy nói các em là những cái bài này dễ như ăn cháo này. Ăn cháo nó còn nóng nhiều lúc nó phỏng miệng các em ạ. Ok, nói cho vui vậy thôi các em chứ không phải mày bảo nó thầy ông nói thế này thế khác. Rồi cảm ơn các em với quý phụ huynh đã luôn luôn tin tưởng và theo dõi kênh của thầy. Chúc cho các em học tốt và nhớ đăng ký khóa học online toán lý hóa sinh ủng hộ thầy các em nhé. Cảm ơn em, bye bye nhé. Trong clip thứ hai và ngày mai là thầy sẽ ra cái phần tự luận này được chưa nào. Ok, bye bye các em.